không, để cho cô thử like lần sau bán chân váy thì biết đường. Trông nó xinh nhưng mà căn bản là cái bụng ấy. Cái này phải eo 80, 90. Eo bao nhiêu? Eo em đã 72 rồi. Trên này thì chắc tầm 70. Thế nó ngoài ra một đoạn này thì chắc khoảng độ tầm 82. Chuẩn. Xem nào. 90. Chị đo là 82, 84. 84. Đúng chưa? Chị đo là 82, 84 mà. Đây, vừa là em kẻ này. Ừ. Hello, hello, em lên chân váy dạ nha. Bà đang xem cho em một chấm ý nào, em lên chân váy dạ nhá, vừa đúng không? Chuyện nhung nhìn lại, nhìn từ hôm qua rồi. Em lên chân váy dạ nhá. Em lên chân váy dạ nhá, rất là xinh luôn nhá. Các bà em lên chân váy dạ nhá, chân váy dạ rất là xinh luôn ạ. Chế đang xem cho em một chấm ý nào, chân váy dạ rất là xinh luôn nhá. Em lên chân váy dạ nhá. Xinh nhờ. Em lên chân váy dạ nhá. Bảo đang xem cho em một chấm ý nào, em lên chân váy dạ nhá. Một chấm cờ 4 chiếc. Chân váy dạ nhá. Bảo đang xem cho em một chấm đi để em lên chân váy dạ nhá. Chân rồi Thanh Minh ơi, tôi vẫn còn đơn của bà ở đây, tôi còn chưa thèm. Hôm hỏi tạo Shopee còn lười, không thèm tạo Shopee, vẫn vất ở một góc. Em lên chân váy dạ nhá. Nào bà đang xem chấm cho em một chấm đi để em lên chân váy dạ nào. Chiều đang xem chấm đi để em còn lên chân váy dạ nào, rất là nhiều chân xinh nhá. Rất là nhiều chân váy xinh nhá. Rất là nhiều chân váy xinh nhá. Chế đang xem cho em một chấm đi nào, em lên chân váy dạ nhá. Chân váy dạ rất là nhiều chân váy xinh luôn nhá. Chân váy dạ rõ là xinh luôn ấy. Bào đang xem chấm đi nào. Chấm đi để em có lên mã nào. Trời ơi, xem bao nhiêu người đang xem rồi để em có lên mã nhá. Chân váy dạ rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Bảo đang xem chấm đi để em có lên mã nào, chân váy dạ rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Đông đông người xem rồi em lên mã một thể nhá. Mọi người ơi, ai đang xem chấm đi nào tương tác giúp em đi ạ. Chân váy dạ rất là xinh nhá. Chị đang xem chấm tương tác giúp em đi ạ. Để em có lên chân váy dạ nào. Chân váy dạ nhá. Chân váy dạ rất là xinh luôn đấy ạ. Chân váy dạ nhá. Bảo đang xem chấm đi để em có lên chân váy dạ nào. Mới có 104, 105. Nào bà nào đang xem chấm đi ạ, để em có lên chân váy dạ nhỉ. Nhiều chân váy dạ xinh lắm. Hello Đan Vi. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. 100k 4 chiếc nhá. Chân váy dạ rất là xinh luôn nhá. Nào mọi người xem đông đông đi để em có lên mã nào. Các chế xem đông đông đi để em có lên mã nào. Chân váy dạ rất là xinh luôn. Rất là nhiều chân váy dạ xinh luôn nhá. Rất là nhiều chân váy dạ xinh luôn nhá. Xem đi để em cô lên mã nào, các bà xem đi để em cô lên mã nào. Các chế xem đi để em cô lên mã nhá, chân váy dạ xinh lắm luôn. Hello Đan Vi, hello bà Quỳnh Thi nhá. Chị em đang xem chấm đi để em cô lên mã chân váy dạ nào. Bà nào chưa chia sẻ luôn giúp em đi ạ. Quỳnh Thi. Quỳnh Thi bạn em. Khách của em. Nào mọi người đang xem chấm đi để em có lên mã chân váy dạ nào. Trời ơi, nhiều chân váy dạ xinh lắm. Em bắt đầu lên luôn từ em Phượng đang mặc nhá. Em Phượng đang mặc này là eo 70-72 mặc vừa nhá. Em này mã 14 ạ. Eo 70-72 mặc vừa mã 14 nhá. Em này eo 70-72 mặc vừa mã 14 nhá. Mã 14 đấy ạ. 14 nó chỉ là eo 70-72 mặc vừa nhá. 14 rất là xinh đấy ạ. Mã 14 nhá. Mã 14 nó chỉ nó eo 70-72 mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 14 nhá. Mã 14 đấy ạ. 14 nó chế nó eo 70-72 mặc rất là xinh nhá. Mã 14 nhá. Mã 14 ạ. Em này mã 14 nhá. Chị nào eo 70-72 mặc rất là xinh nhá. Mã 14 đấy ạ. Mã 14 nhá.
14 nhá, 14 có chun giãn bụng rất là xinh luôn ạ. Mã 14 nhá. 14 nó chế nào eo 70 72 mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 14 nhá. Các chị eo 74 von chen được nhá. Cái này có chun ạ. Mã 14 nhá, mã 14 nhá. Mã 14 nhá, 14 đấy ạ. Bà nào hóng chân với dạ hóng đi nào, nhanh lên chấm cho em một chấm đi ạ. Cô ơi, cô rút cho chị biết ra đây để chị đo eo trước cho. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời bà nào đã hóng chân với dạ chấm đi để em có lên mã nào. Chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nào. Chân váy dạ rất là xinh luôn nhá. Rất là nhiều chân váy dạ xinh luôn nhá. Nào chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Chờ đợi nào. Trời ơi em cũng đang chờ các bà đây. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này ạ. Em này ạ, em này có hình như cũng eo 72. Em lúc em mà thử em này chưa? Em này eo 72 nhá. Em này eo 72 74 mặc vừa mã 00. Em này trên đấy nghĩ eo 72 luôn á. Em này eo 72 74 mặc vừa mã 00 nhá. Ok bà Thoa Nguyễn nhá. Mọi người xem chia sẻ giúp em đi ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ. 00 này eo 70 72 mặc vừa nhá. Mã 00 đây. Mã 00 nhá. Trên này nó ghi eo 70 72 luôn á. Mã 00 nhá. Em nhìn ở đấy xem, nó ghi eo 72 mà. Eo 70 72 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ở size L đấy ạ. 00 ở size L nhá, mã 00 đây. 00 ở size L nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ở size L nhá, mã 00 nhá. 00 ở size L đấy ạ, 00 rất là xinh, mã 00 nhá, mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ, 00 size L nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 ở size L nhá, mã 00 nhá. Chân váy ngắn xòe không bạn? Chân váy ngắn xòe à? Chân váy ngắn xòe không còn nàng ơi. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Mặc chân váy dài cho đầm thắm. Có chân váy eo 6. Eo 65 có chị ơi. Eo 65 nhiều nhá. Em này eo 76 78 mặc vừa nè. Em này eo 76 78 mặc vừa nhá. Các chị nếu mà thích cái nào nhưng mà nó bị rộng ấy thì các chị lấy về đi bóp nhé. Rộng bụng mọi người có thể sửa chứ chật bụng thì khó sửa, rộng bụng thì dễ mà. Rộng bụng mọi người chỉ việc mang đi nó bóp 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 và hoặc là thêm chun vào ấy. Em này nhá, em này đây. Em này chị nào eo 76 78 mặc vừa nhá. Eo 76 78 mặc vừa mã 00, size 80. Eo 80 có chị ơi, eo 76 78 mặc vừa mã 00 nhá. Em này eo 76 78 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 ơi chị nào eo 76 78 mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Eo 76 78 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đấy ạ. 00 ơi chị nào eo 76 78 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Eo 76 78 mặc vừa đấy ạ, mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ, 00 eo 76 78 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00. Em này ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Không phải dơ thôi em ạ. Em này eo 74 72 mặc vừa nhá. Em này mã 03. Eo 72 74 mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03 đây ạ. 03 chị nào eo 72 74 mặc vừa nhá. 03 rất là xinh đấy ạ. Mã 03 nhá. Eo 72 74 mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03 chế nào eo 72 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 03 nhá. Mã 03 nhá. Quay mông ra. 03 nhá. Eo 72 74 mặc vừa nhá. Mã 03 nhá, mã 03. Mã 03 eo 72 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. Em này eo 62. Quên, em này eo 64 66 mặc vừa nhá. Em này mã 03 cô. Em này eo 64 66 mặc vừa mã 03 nhá. Dạ ngắn không có đâu bà ơi. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. Eo 64 66 mặc vừa mã 03 đấy ạ. Mã 03 nhá, 03 nhá. Eo 64 66 mặc vừa nhá, mã 03 đấy ạ. Mã 03 chế nội eo 64 66 mặc vừa nhá, 03 rất là xinh. Mã 03 nha, mã 03. Eo 64 66 mặc vừa mã 03, em này bụng to lắm. Eo 64 66 mặc vừa mã 03 nhá, 03 ok chị Trần Huyền nhá. Chị Trần Huyền 03 nha. Em này
này eo 80 82 mặc vừa nè. Eo 80 82 mặc vừa mã 09 nhá. Mã 09 nó chị nào eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 09 đây. 09 này eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 09 ạ. 09 này xinh lắm. Các 09 chị này xinh cực. Bóp eo nhá. Các chị lấy về bóp eo đi bởi vì có 25.000 một cái thôi, các chị đi bóp eo để mất tầm 15-20.000 nữa thì 40.000 một cái váy vẫn là quá rẻ. Nếu mà các chị ưng cái nào mà nó bị rộng eo các chị về có thể bóp được, chứ còn chập thì không thể xử lý được. 09 Quỳnh Thi. 09 ok bà Quỳnh Thi nhá, bà Quỳnh Thi 09 nhá. Em này ạ. Em này eo 86 nhá, chị Lê Nga chậm chân rồi. Em này eo 86 mặc vừa nhá. 09 em cũng thích. Em này eo 86 mặc vừa mã 22. Eo 86 mặc vừa mã 22 nhá. Em này eo 86 mặc vừa. Mã 22 bạn nào cao từ 1m6 trở lên mới mặc được nhá. Cao từ 1m6 trở lên mặc được ạ. Mã 22 nhá, mã 22 ạ. Em này mã 22 nhá, 22 nhá. 22 eo 86 mặc vừa đấy ạ. Mã 22 nhá, 22 nhá. 22 nó chế nó eo 86 mặc vừa đấy ạ. 22 rất là xinh, mã 22 nhá, 22 nhá. Mã 22 ạ. 22 nhá, 22 nhá. Em này eo 82 84 mặc vừa. Chị Phạm Tuyết Hạnh chậm chân 09 rồi. Em này eo 82 84 mặc vừa nhá, em này mã 00. Eo 82 84 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 mua chế nào eo 82 84 mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhà, mã 00. Eo 82 84 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 này ạ, 00 nhá. Eo 82 84 mặc vừa mã 00 nhá. 00 ok bà Quỳnh Thi nhá. Bà Quỳnh Thi 00 nhá. Bà Quỳnh Thi 00 nhá. Em này ạ, em này eo 76. Em này eo 76 78 mặc vừa nhá. Em này mã 02. Eo 76 78 mặc vừa mã 02. Eo 76 78 mặc vừa mã 02 nhá, mã 02 ạ. Mã 02 chế nó eo 76 78 mặc vừa nhá, mã 02 đấy ạ. 02 nhá, mã 02 đây. Eo 76 78 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 nhá, mã 02. Mã 02 nhá. Nana chậm chân 00 rồi. Mã 02, 02 của ai chốt đây ạ? Mã 02 nhá, mã 02. 02 ok Bảo Hạnh nhá. Bảo Hạnh comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Hà Mây ơi eo 70 từ từ nhá. Em này ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Em này eo 72 74 mặc vừa. Bảo Hạnh comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em tiếp theo eo 72 74 mặc vừa nhá. Em này mã 40. Eo 72 74 mặc vừa mã 40 nhá. Eo 72 74 mặc vừa mã 40 nhá. Eo 72 74 mặc vừa mã 40 đấy ạ. Ngắn xòe đấy ạ, nãy chị nào hỏi ngắn xòe đấy nhá. 72, 74 mặc vừa. Bố chỉ dáng công sở để tí em xem nhá. Eo 72, 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 80 nhá, mã 80 nhá. Ok chị Bảo Hạnh, mã 80 nhá. Eo 72, 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 80 nhá, mã 80. Em này ạ, em này eo 74, 76 mặc vừa nhá. Eo 74 76 mặc vừa. Mã 00. Eo 74 76 mặc vừa mã 00 ạ. Mã 00 ơi chế nào eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00. Eo 68 70 có chị ơi, mã 00 nhá. Eo 68 70 đợi em một tí nhá. Em này mã 00 nhá, mã 00 đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này mã 00 nè. Em này mã 00 nhá, mã 00. 00 nhá, mã 00 nhá. 80 á. 80 đây đúng không ạ? 80 là ngắn xòe đúng không chị Ánh Hồng ơi? Ánh Hồng comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em bạn mẫu đang cầm là mã 00 nhá, mã 00. Em này ạ. À, em này chị nào eo 62 64 nhá. Eo 62 64 mặc vừa mã 40. Eo 62 64 mặc vừa mã 40 nhá, mã 40 ạ. 40 size S nhá, eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 40 nhá, mã 40 nhá. Mã 40. Mã 40 nhá, mã 40 nhá. Size bé phải từ từ ạ. 00 của Nana nhá. Nana comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Nana có dùng Shopee không ạ? Các chế em ưu tiên các chế ship Shopee nhá, ship Shopee cho rẻ ạ. Ship Shopee rẻ các bạn. Em này size S này, xếp ly trắng.
Bạn có xếp ly trắng không? Xếp ly trắng không biết đâu. Bây giờ tớ bắt đầu like nên tớ chưa xem hết được hàng nhá. Em lên mã tiếp nhá. Hello nhóc vịt. Em này dáng ngắn nè. Đợi em đo eo. Em này dáng ngắn nhá, đợi em một tí em đo eo nhá. Em này eo 70 72 mặc vừa. Em đợi em tiếp theo eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 09 ạ. Mã 09 nó chế nó eo 70 72 mặc vừa nhá. Mã 09 đấy ạ. 09 nó chế nó eo 70 72 mặc vừa nhá. 09 rất là xinh. Chị đang xem cho em một chấm đi nào. Mã 09 đấy ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 09 nhá. Mã 09 cho chế nào eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 09 nhá, mã 09 hello Quỳnh Tít. Eo 70 72 mặc vừa mã 09 nhá, mã 09 ạ. Mã 09 nhá, mã 09. Mã 09 eo 70 72 mặc vừa đấy ạ, mã 09 nhá. Mã 09. Em này eo 80 82 mặc vừa. 80 82 mặc vừa mã 10 ạ. Eo 80 82 mặc vừa mã 10 nhá, mã 10 ạ. 10 nhá, mã 10 nhá. Đúng rồi 25k nàng ơi, mã 10 nhá. Ok Nana xả của Lala nha, mã 10 nhá. Mã 10 đấy ạ, mã 10 nhá. Con túi của Nana chị vừa vết đâu rồi. Em này mã 10 nhá, eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 10 ạ. Mã 10 ơi chế nào eo 80 82 mặc vừa nhá. Mã 10, bà là vừa hỏi em eo 80 82 nè. Em này eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 10 nhá. Mã 10 đấy ạ, mã 10 eo 80 82 mặc vừa nhá. Mã 10 đấy ạ, mã 10 nhá. Mã 10. Em này ạ. Em này eo 90 92 mặc vừa mã 11. 10 ok Nana. Eo 90 92 mặc vừa mã 11 nhá, mã 11 ạ. Eo 90 92 mặc vừa mã 11 nhá. Mã 11 ạ, 11 là eo 90 92 mặc vừa nhá. Mã 11. Ok ok nàng Nana nhá. Mã 11. Eo 90 92 mặc vừa mã 11 nhá. Mã 11 eo 90 92 mặc vừa đấy ạ. Mã 11 nhá, mã 11 ạ. 11 họa tiết rất là xinh. Về bà nào thích họa tiết này á, về sửa bụng đi là được mà. Mã 11 nhá, mã 11 nhá, 10 của Nana rồi ạ. Em này tiếp nhá, tiếp này eo 80 82 tiếp nè. Em này eo 80 82 mặc vừa mã 12. Eo 80 82 mặc vừa mã 12 nhá, mã 12 ạ. 12 chế nó eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 12 nhá. Mã 12. Eo 80 82 mặc vừa mã 12 nhá, mã 12 nha, size bé đợi em một tí nhá. Mã 12 đấy ạ. Eo 80 82 mặc vừa mã 12 nhá, mã 12 nhá. Mã 12. Eo 80 82 mặc vừa đấy ạ, mã 12 nhá, mã 12 nhá. Chị ơi hàng si nhá. Mã 12, mưa đêm ơi tôi gửi rồi nhá. Gửi sáng nay rồi bà mưa đêm ạ. Mã 12 nhá, mã 12 eo 80 82 mặc vừa đấy ạ. Mã 12 nhá, mã 12. Ui em này to lắm. Đây em này size bé nè, đợi em một tí. Em này eo 68 70 mặc vừa nè. Eo 68 70 mặc vừa nhá. 12 ok Nana nha, Nana 12. Eo 68 70 mặc vừa nhá, em này mã 70 ạ. Eo 68 70 mặc vừa mã 70 nhá, 70 ạ. 70 ơi chế nào eo 68 70 mặc vừa đấy ạ. Mã 70 nhá, mã 70 ạ. Eo 68 70 mặc vừa mã 70 nhá. Mã 70 ơi chị nào eo 68 70 mặc vừa đấy ạ, mã 70. Chế nào vừa hỏi em eo 68 70 đấy ạ. Eo 68 70 mặc vừa nhá. Mã 70 luôn ạ, mã 70 nhá, mã 70 nhá. Em này eo 66 68 mặc vừa nè. Eo 66 68 mặc vừa mã 71. Eo 66 68 mặc vừa mã 71 nhá, 12 cho Nana rồi ạ. Anna An, em xin lỗi Nana An lại cứ bảo Nana. Em này eo 66 68 mặc vừa nhá. Em này mã 71 ạ. Eo 66 68 mặc vừa mã 71 nhá, 71 ạ. 71 đó chế nào eo 66 68 mặc vừa nhá, mã 71 đấy ạ. 71 nhá, 71 eo 66 68 mặc vừa đấy ạ. 71 rất là xinh, mã 71 nhá. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 71 nhá, eo 71 size S đấy ạ. Mã 71 nhá, mã 71 ạ. Em này eo 74 mặc vừa nhá. Eo 74, 76 mặc vừa nhá. Mã 72.
eo 74 76 mặc vừa mã 72 nhá, mã 72 ạ. 72 eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 72 nhá. Bán mẫu đang cầm mã 72 ạ. Bán mẫu đang cầm mã 72 nhá, mã 72 đấy ạ. Eo 74 76 mặc vừa mã 72 nhá, mã 72 ạ. Mã 72 eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 72 nhá. Mã 72 ạ, 72 nhá. 72 đấy ạ, 72 dáng ngắn nhá. Mã 72 dáng ngắn đấy ạ, 72 dáng ngắn nhá. 72 ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa, em này mã 73. Eo 70 72 mặc vừa mã 73 nhá. Ok ok nàng Na An nhá. Mã 73 đây ạ. 73 chế nào eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 73 nhá. 73 rất là xinh, mã 73 nhá. Mã 73. 73 nhá, 73 nhá. Chuyển khoản trước tôi free ship nhá Na An nhá. Em này mã 73 này ạ, eo 70 72 mặc vừa mã 73 nhá. Mã 73, 73 ok chị Bảo Hạnh nhá. Bảo Hạnh vừa chốt được cái nào cho nhiều. Ok chị Bảo Hạnh nhá. Em này nào. Em này eo 68, em này eo 68 70 mặc vừa. Em này eo 68 70 mặc vừa mã 00. Eo 68 70 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 ạ. 00 ơi chế nào eo 68 70 mặc vừa nhá, Bảo Hạnh 73 rồi ạ. Mã 00 nhá. Eo 68 70 mặc vừa mã 00 đấy ạ. Mã 00 nhá, 00 nhá. Eo 68 70 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ, 00 eo 68 70 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh. Mã 00 nhá, mã 00. Eo 68 70 mặc vừa mã 00 đấy ạ, mã 00 nhá, mã 00 ạ. Mã 00 nhá, mã 00. Em này eo 64 66 mặc vừa mã 01. Em này là Van nhá. Eo 64 66 mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 eo 64 66 mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 ạ. 01 eo 64 66 mặc vừa nhá, mã 01 nhá. Mã 01 ạ. Mã 01 eo 64 66 mặc vừa nhá, mã 01 đấy ạ. 01 là Van nhá, mã 01 ạ. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Mã 01, em này eo 60 62 mặc vừa, em này mã 02. Eo 60 62 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 eo 60 62 mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 ạ. 02 nhá, 02 đây. 02 này eo 60 62 mặc vừa nhá, mã 02 nhá. Mã 02 ạ. Mã 02 eo 60 62 mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Em này eo 74 76 mặc vừa mã 03. Eo 74 76 mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03 chế nào eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 03 đấy ạ. 03 chế nào eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 03 đấy ạ. 03 nhá, 03. 03 eo 74 76 mặc vừa đấy ạ, mã 03 nhá. Mã 03 đấy ạ, 03 nhá. Eo 74 76 mặc vừa mã 03 nhá, mã 03. 03 rất là xinh, mã 03 nhá. Eo 74 76 mặc vừa đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03. 03 nhá, 03. Em này eo 62. 62 64 mặc vừa. Em này mã 04 ạ. Eo 62 64 mặc vừa mã 04 nhá, mã 04 đấy ạ. 04 eo 62 64 mặc vừa nhá, 04 rất là xinh. Mã 04 nhá. Eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 04 nhá, 04 ạ. 04 nhá, 04 eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 04 nhá, mã 04 ạ. Mã 04 nhá. 04 eo 62 64 mặc vừa đấy ạ, mã 04 nhá, mã 04. Em này eo 66 68 mặc vừa, em này mã 05. Eo 66 68 mặc vừa mã 05 nhá, hello bà Thùy Linh. Eo 66 68 mặc vừa mã 05 nhá. Eo 66 68 mặc vừa mã 05 đấy ạ. Mã 05 ở chế nào eo 66 68 mặc vừa nhá, 05 rất là xinh. Mã 05 nhá. Eo 66 68 mặc vừa đấy ạ. Mã 05 nhá, mã 05 nhá. Mã 05, chế eo đang chấm xem cho em một chấm đi nào, mã 05 đấy ạ. 05 nhá, 05 nhá. 05. Em này eo 60 mặc vừa, em này mã 06 ạ. 05 mới xinh đấy. Eo 60 mặc vừa mã 06 nhá. Eo 60 mặc vừa mã 06 đấy ạ. Mã 06 nhá, 06 eo 60 mặc vừa đấy ạ. Mã 06 nhá, 06 ạ. Chị Nguyệt Nguyệt 03 nhá. Đếm lùi lại. 05, 04, 03 cái kệ. Bất chồng với nhau nhá. Có màu đen nàng Thảo Nghĩa ơi, có màu đen nhá. Em này eo 60 mặc vừa mã 06 đấy ạ. Mã 06 eo 60 mặc vừa nhá, mã 06 nhá. Mã 06 ạ.
06 eo 60 mặc vừa nhá. Chế độ eo 60 mặc mã 06 rất là xinh. Eo 60 mặc vừa mã 06 nha, mã 06 à. Mã 06 nhá, mã 06 nhá. Đợi em đo đeo tiếp nào. Em này à. Em này eo 78 80 mặc vừa nhá. Em tiếp theo eo 78 80 mặc vừa nhá. Eo 78 em eo 78 80 mặc vừa mã 09 ạ. Eo 78 80 mặc vừa mã 09 nhá, mã 09 ạ. 09 nó chế nào eo 78 80 mặc vừa nhá, mã 09 nhá. Mã 09 ạ. Eo 78 80 mặc vừa mã 09 nhá, mã 09 ạ. 09 nhá. 09 eo 78 80 mặc vừa đấy ạ. Mã 09 nhá, mã 09 ạ. Mã 09 nhá, mã 09. 09 này xinh lắm luôn đấy ạ. 09 nhá, mã 09 nhá. Mã 09. Em này eo 62 64 mặc vừa. Eo 62 64 mặc vừa mã 10 nhá. Mã 10 ở chế nào eo 62 64 mặc vừa nhá, mã 10 ạ. Mã 10 eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 10 nhá, mã 10 ạ. Eo 62 64 mặc vừa mã 10 nhá, hoa xương rồng ơi có thấy nhá. Eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 10 nhá, mã 10 ạ. Mã 10 nhá, mã 10. 10 này xinh nhở. Mã 10 nhá, 09 ok Nana nhá. À em 09 chị Na An. Quên cứ tiện mồm Nana. Không tí 09 mà Na An nha. Em này mã 10 ạ. Em tiếp theo eo 90 mặc vừa. Đây đây đây. Em này eo 90 mặc vừa nha. Eo này eo 90 mặc vừa nè. Siêu to eo 90 mặc vừa mã 01. Em này eo 90 mặc vừa mã 01 nhá. Em có ship tỉnh nhá, hoa xương rồng nhá. Em eo 90 mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01. Lắm, các chị lấy về bóp đi. Mã 01 eo 90 mặc vừa nhá, rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 01 nhá. Đẹp nhở. Mỗi tôi là eo to. Cái này về phải bóp lại. Chị nào lấy thì về phải bóp lại. Phối cúc đây ạ. Mã 01 nhá, eo 90 mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. 01 eo 90 mặc vừa nhá, mã 01 nhá. 01 ok chị Quỳnh Thi. Chị Quỳnh Thi 01 nhá. Em đợi chị một ít tiết kiệm với. Các bà đợi em một tí nhá. Mua về cắt ngắn. Được được bà ơi. Cái này về bà cắt tẹt luôn. Trời ơi, nó rẻ mà đẹp lắm ấy. Về các bà sửa chỉ mất một ít tiền nữa thôi, mất thêm một ít nữa thôi. Tầm 15-20 nghìn nữa ấy. Siêu đẹp luôn, chất đẹp lắm ấy. Ngày xưa em gầy ấy, đi mua quần áo không bao giờ mua được vừa đâu. Em này eo 64 đến 70 mặc vừa nhá. Em này eo 64 đến 70 mặc vừa nhá, mã 91. Em này eo 60 đến 74 mặc vừa mã 91 nhá, mã 91 ạ. Eo 60 đến 70 a à 64 đến 70 mà mã 91 nhá. Eo 60, eo 64 đến 70 mặc vừa mã 91 nhá. 64 đến 70 mặc vừa mã 91 đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91 nhá. 91 có chun đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91 của chị nào đây? Bảo Hạnh ơi, 91 này bà mặc vừa nè. Mã 91 này Bảo Hạnh mặc vừa nhá, bà Bảo Hạnh còn đây không? Mã 91 nè. Mã 91 nhá, 91 ok bà Bảo Hạnh. Gọi đúng tên đấy nhở. Em này nhá, em này 50. Em này là bụng chun nhá. 52. Tầm 52 kg đổ xuống mà rất là xinh. Em này bụng chun nhá. Bụng chun này eo tầm 72 đổ xuống thôi ạ. Phượng bảo để em này em lấy rồi. Đợi em đo em mới. 91 ok Bảo Hạnh rồi nhá. Em này eo 74 76 mặc vừa nhá. Em này eo 74 76 mặc vừa mã 00. Eo 74 76 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ở chế nào eo 74 76 mặc vừa đây ạ, 00 rất là xinh. Mã 00 nhá. Eo 74 76 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 ạ. Mã 00 eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. 00 eo 74 76 mặc vừa đây ạ, 00 rất là xinh. Hello Mừng Nguyễn nhá. Mã 00 nhá, 00 rất là xinh đây ạ. Eo 74 76 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này chị nào tầm từ 48 đến 55 kg mà rất là xinh. Em này chun nhá, em này chun dáng bo nhá. 48 đến 55 kg mà rất là xinh, đã 48 luôn nhá. Em này là chun dáng bo, không phải lo về bụng hay là gì đâu nhá. 70 kg à, 70 kg có chị ơi. Đây này, em này chun bụng mặc thoải mái luôn. Các bà tầm từ 48 đến 55, 56 kg mà rất là xinh, mã 00 nhá.
Mã 00. 00 này ạ. À? 00 ok bạn La An nhá, La An 00 nhá. Em ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch nhá. Bạn La An 00 rồi cởi ra trả La An nhanh lên. Chết. Lỗ. Cúi xuống. Em này eo 78-80 mặc vừa nhá. Em này eo 78-80 mặc vừa nhá. Em tiếp theo eo 78-80 mặc vừa mã 11 nhá. Eo 78-80 mặc vừa mã 11 nhá. Mã 11 eo 78-80 mặc vừa đấy ạ. Mã 11. 11 eo 78-80 mặc vừa nhá, mã 11 nhá. Mã 11 ạ. Eo 78-80 mặc vừa nhá, mã 11 nhá, mã 11 đấy ạ. Eo 78-80 mặc vừa mã 11 nhá. Mã 11 ạ, mã 11 nhá. Mã 11 ạ. Em này eo 70-72 mặc vừa mã 12. 00 là màu kem à? 00 là màu kem à bà ơi. 00 là màu kem à? Chỉ có 00 à. Ok ok bà. Ok bà La An nhá. Em này eo 70-72 mặc vừa nè. Em này mã 12. Eo 70-72 mặc vừa mã 12 nhá. Mã 12 ạ. Eo 70-72 mặc vừa nhá. Mã 12 nhá. Mã 12 đấy ạ. 12 chị nào eo 70-72 mặc vừa nhá. Mã 12 nhá. 11 ok bà La An nhá. La An 11. La An màu xanh 11 nhá. La An màu xanh 11 nhá. Em này mã 12, eo 70-72 mặc vừa mã 12 nhá. Mã 12 đấy ạ. 12 lại xếp ly nhá. 12 lại xếp ly nhá, eo 70-72 mặc vừa đấy ạ. Mã 12 nhá, mã 12 nhá. Mã 12, 45 kg bà ơi, eo bà tầm bao nhiêu? Mừng Nguyễn ơi, eo nào là tầm bao nhiêu nhỉ? Có cái nào 70 kg vừa, 70 kg có nè, nhiều lắm. Em này mẫu tiếp nhá. 70 kg nhưng mà quan trọng là eo bạn eo bao nhiêu chị ấy? Eo chị bao nhiêu á? Em này nhá, em này eo 88. Em này eo 88-90 mặc vừa nhá, em này mã 93. Đây này, eo này tầm 70 kg mặc được, là mã 93 nhá. Em này mã 93 nhá, mã 93 đấy ạ. Eo 88-90 mặc vừa mã 93 nhá, đúng rồi 100k 4 chiếc nhá. 11 xanh lá rồi bà Na An ơi. Em này mã 93 nhá, mã 93 đấy ạ. Em này mã 93 nhá, mã 93. Em này mã 93 nhá, 93 đấy ạ. Em này mã 93 nhá, eo 9. Mừng Nguyễn ơi, nàng nghe nàng eo của nàng nhá. Nàng nghe eo đi xong rồi nàng tầm eo bao nhiêu nàng lấy cái đấy nhá, chứ đừng chọn sai ấy, tại vì sai nhiều khi kiểu do bụng ấy. Nhiều người đẻ xong nếu mà tầm 50 kg nhưng mà bụng nó vẫn to ấy thì không mặc được size ấy đâu ạ, size M đâu ạ. Nên là đoán eo nhá, ước đeo để mặc nhá bà nhá. Bà eo bao nhiêu thì bà chọn eo tầm đấy mặc được là được ạ. Em ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này eo đúng rồi. Đen hoặc đỏ nhiều nào ơi. Em này eo 70, eo 72. Eo 72, 74 mặc vừa nhá. Em này eo 70-72 mặc vừa nhá. Em này eo 70-72 mặc vừa mã 00 nhá. 93 ok La An nhá. Eo 70-72 mặc vừa mã 00. Ừ. Cho mặc size S ok lòng Mừng Nguyễn nhá. Mừng Nguyễn này tí tôi lên mấy em size S nhá. Em này mã 00 nhá, mã 00 ạ. Em này mã 00 nhá, mã 00 ạ. 00 rất là xinh, mã 00 đấy ạ. Em này mã 00 nhá. Dạ nàng ơi, Na An ơi, là dạ nhá, toàn bộ là dạ nhá, nó chân váy dạ mà. Em này nhá, tiếp nào, em 70, em này eo 70-72 mặc vừa mã 01. Em này eo 70-72 mặc vừa mã 01 nhá. Hầu như là dạ nhá, nếu có chất khác thì mình sẽ báo ạ. Có chất khác em sẽ báo nhá, 70-72 mặc vừa mã 01 nhá. Túi giáp của các cháu ạ. Túi giáp nào của cô? Để chỗ đầu này. Dạ vâng. Mã 01 nhá. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Mã 01 ạ. À. Em này mã 01 nhá, eo 70-72 mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 size S có nhá. Ok ok, nào Mừng Nguyễn nhá, có size S tôi báo nhá, mã 01 nhá.
Mã 01 ạ. Mã 01 nha, eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 01 nhá. Mã 01. Em này eo 80 82 mặc vừa mã 02. Eo 80 82 mặc vừa mã 02. Mã 02 eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 02 nhá. Mã 02 ạ, 02 này eo 80 82 mặc vừa nhá. Mã 02 nhá, 02 chế là eo 80 82 mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 ạ. Mã 02 nhá, mã 02. Em này ạ, em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Em này mã 03, bảo Hạnh ơi tí có lại áo nhá. Mã 03 nhá, em này mã 03 nhá. Mã 03. Mã 03. Eo 70 72 mặc vừa mã 03 nhá, mã 03 nhá. Mã 03 eo 70 72 mặc vừa nhá, 03 rất là xinh. Mã 03 nhá, mã 03. 03 nhá. Em này eo 66 68 mặc vừa, em này mã 04. Eo 66 68 mặc vừa mã 04 nhá. Mã 04 đấy ạ, mã 04 nhá. Na An ơi chụp ảnh tí gửi lại cho tớ nhá, mã 04 nhá. Mã 04. Mã 04 nhá, mã 04 ok là Na An nhá, mã 04 này. Em này mã 04 nhá, 04 này rất là xinh, 04 này size S đấy ạ. 04 nhá, mã 04 nhá. Mã 04 ạ. Mã 04 nhá, mã 04, em này nào. Em này eo 80 82 mặc vừa, em này mã 05. Em này chân váy màu đen nhá. Eo 80 82 mặc vừa mã 05 đấy ạ. Mã 05 eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 05 nhá. Mã 05 nhá, mã 05 nhá. Eo 80 82 mặc vừa đấy ạ, mã 05 nhá. 05 chân dài đấy ạ, mã 05 nhá. Eo 80 82 mặc vừa mã 05 nhá, mã 05 ạ. Mã 05 nhá, mã 05. Em tiếp theo ạ. Eo 74 76 mặc vừa, em này mã 06 ạ. Eo 74 76 mặc vừa mã 06 nhá. Mã 06 đi ạ. 06 ở chế nào eo 74 76 mặc vừa nhá. Mã 06 ạ. 06 eo 74 76 mặc vừa nhá. 06 rất là xinh. Mã 06 nhá. Eo 74 76 mặc vừa đi ạ. Mã 06 nhá. Mã 06 ạ. Mã 06 nhá. Ok ok ok. Ok Na An nhá. Em này ạ, em này eo 37 x 2 38 x 2 78. Em này chị nào eo 76 78 76 76 đến 80 mặc vừa nhá. Eo 76 đến 80 mặc vừa nhá, chun ạ. Eo 76 đến 80 mặc vừa nhá, chun chun rất là xinh. Em này mã 09 nhá. Em này mã 09 đấy ạ, mã 09 nhá, mã 09. Em này mã 09 nhá. Em này mã 09 đấy ạ, 09 rất là xinh luôn nhá, mã 09 nhá. Mã 09 ạ. 09 rõ là xinh luôn, mã 09 nhá. Mã 09 nhá, mã 09 ạ. Em này ạ. Em này eo 72, em này eo 72 74 mặc vừa. Em này mã 10. Eo 72 74 mặc vừa mã 10 nhá. Mã 10 ơi chị nào eo 72 74 mặc vừa nhá. 09 ok chị Nguyễn Ngọc Bích nhá. Nguyễn Ngọc Bích 09 ạ. Em này mã 10 nhá, mã 10 ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 10 nhá. Nguyễn Ngọc Bích vừa, chị Nguyễn Ngọc Bích vừa hình như chọn được một áo áo vest đúng không nhỉ bà Ngọc Bích nhỉ? Mã 10 nhỉ? Mã 10 đấy ạ, eo 72 74 mặc vừa mã 10 nhá. Mã 10 ở chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 10 rất là xinh ạ. Mã 10 nhỉ? Mã 10, 10 ok chị Bảo Hạnh nhá. Của Na An. Không, em khác ạ. À. Ok ok Ngọc Bích. Ngọc Bích comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này eo 80 82 mặc vừa. Ừ, đổi lấy 01. Eo 80 82 mặc vừa mã 11 nhá. Eo 80 82 mặc vừa mã 11 nhá. Eo 80 82 mặc vừa đấy ạ, mã 11 nhá, mã 11 ạ. Mã 11 nhá. Mua ghim băng khuyến mại váy. Em này mã 11 nhá, mã 11 nhá. Eo 80 82 mặc vừa đấy ạ. Mã 11 đó chế nào eo 80 82 mặc vừa nhá. Mã 11 rất là xinh. Mã 11 nhá. Chị nào eo 80 Quỳnh Thi còn đây không? Eo 80 82 mặc vừa mã 11 nhá. 11 đó chế nào eo 80 82 mặc vừa rất là xinh mã 11 nhá. Mã 11. Em này eo 70 72 mặc vừa. Em này mã 12. Eo 70 72 mặc vừa mã 12 nhá.
Mã 12 chị nào eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 12 ạ. Mã 12 nhá. Eo 70 72 mặc vừa mã 12 đấy ạ. Mã 12 chế nào eo 70 72 mặc vừa nhá, 12 rất là xinh. Mã 12 nhá. Eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 12 nhá, mã 12 nhá. Mã 12. Em này eo 74 76 mặc vừa mã 13. Em này eo 74 76 mặc vừa mã 13 nhá. Mã 13 eo 74 76 mặc vừa đấy ạ. Mã 13 nhá, mã 13 nhá. Eo 74 76 mặc vừa mã 13 nhá, 13 rất là xinh. Mã 13 nhá, mã 13. Eo 74 76 mặc vừa đấy ạ. 13 rất là xinh, mã 13 nhá. Mã 13. Em này eo 66 68 mặc vừa, em này mã 14 ạ. Eo 66 68 mặc vừa mã 14 nhá, 14 ạ. 14 nó chị nó eo 66 68 mặc vừa nhá, mã 14 nhá. Mã 14. Màu đen size S ạ? À? Màu đen size S hình như không còn. Mã 14 nhá, mã 14 ạ. Màu đen size S hình như không còn bà. Mã 14 nhá, mã 14 nhá. 14 rất là xinh, mã 14 nhá, mã 14 nhá. Em lên một em áo này nhá. Áo này mặc free size nhỉ? Áo đen này mặc free size mã 15 nhá. Nó bị lẫn trong đấy á, áo đen này mặc free size mã 15 nhá. 15 này rất là xinh, mã 15 đây. 15 nhá, 15 cho chị nào từ 40 đến 60 kg mặc rất là xinh, mã 15 nhá. Mã 15. 40 đến 60 kg mặc rất là xinh đấy ạ, mã 15 nhá. Mã 15. Mã 15 đây ạ, 40 đến 60 kg mặc rất là xinh, mã 15 nhá. Mã 15 đây ạ. 15 nhá, mã 15 nhá, mã 15. 15 ok là Nguyễn Bích Ngọc nhá. 15 xinh nhỉ? Mã 15 nha, mã 15. Ui 15 xinh đấy. Các bà từ từ nhá, các bà từ từ để em lấy thêm một ít chân váy nữa nha. Em độc ngồi em nhờ Phượng lấy chứ nhưng có lấy đâu. 15 chị Bảo Hạnh chậm chân rồi. Chắc là bị lẫn. Em này size S nè. Em này size S nhá. Em này size S mã 16 ạ. Chân váy này size S mã 16 nhá. 16 rất là xinh. Chân váy này size S mã 16 nhá. Em này size S mã 16 nhá. Mã 16 đấy ạ. Chân váy size S mã 16 nhá. Mã 16 đấy ạ. 16 chân váy size S nhá. Mã 16, hu hu. Chậm chân rồi bà Bảo Hạnh ơi, mã 16 size S nhá. 16 size S đấy ạ, 16 size S nhá. Mã 16 ạ, 16 size S nhá. 16 size S nhá, mã 16 ạ. Em này nhá, em này nào, tiếp nào. Em này cho chị nào eo 82 đến 84 nhá. Eo 82 đến 84 nhá, mã 01. Em này eo 82 84 mã 01 nhá. Mã 01 eo 82 84 nhá. Mã 01 ạ. Mã 01 eo 82 84 mặc vừa nhá, mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ, mã 01 nhá. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. Eo 82 84 mặc vừa mã 01 nhá, mã 01 nhá. Em này eo 66 68 mặc vừa, em này mã 02. Mưa em này vàng mặc vừa này. 66 68 mặc vừa mã 02 nhá. Hồng Hà ơi có nhá. Em này eo 66 68 mặc vừa mã 02. Eo 66 68 mặc vừa mã 02 nhá. Hồng Hà ơi, nặng eo bao nhiêu? Tại vì bán chân này phụ thuộc vào eo nhá, chứ không không cân được đâu, cân nhiều chị eo to eo bé lắm. Mã 02 nhá. Eo 66 68 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 chế nó eo 66 68 mặc vừa đấy ạ, mã 02 nhá. Mã 02 02 ok là Mưa Saki nhá. Mưa Saki có mình luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này eo 8. Em này chị là eo 82 84 mặc vừa mã 03. Eo 82 84 mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03. Eo 82 84 mặc vừa đấy ạ, mã 03 nhá. Mã 03. Hàng si chị ơi, eo 82 84 mặc vừa mã 03 nhá. 03 chế nó eo 82 84 mặc vừa nhá. 03 rất là xinh đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03. Eo 82 84 mặc vừa đấy ạ, mã 03 nhá, mã 03. 03 rất là xinh, mã 03 chị nào size to Quỳnh Thi đi ra mất rồi à? Chị Quỳnh Thi chạy đâu mất rồi à? Em này ạ.
Ok nào nhá. Em này eo 6668 mặc vừa. Eo 6668 mặc vừa mã 05. Eo 6668 mặc vừa mã 05 nhá, màu đen đấy ạ. Màu đen eo 6668 mặc vừa nhá, mã 05 nhá. Màu đen size S đấy ạ. Size S đấy ạ. SM. Tại cái có chun nhá, cái đấy SM mặc được nhá. Phối chun nhá. Mã 05 nhá, mã 05 nhá. Mã 05. Em này nào. Em này nhá, em tiếp theo chị nào eo 80-82 mặc vừa. Eo 80-82 mặc vừa mã 06 ạ. Eo 80-82 mặc vừa mã 06 nhá, mã 06 ạ. 06 ạ, chị nào eo 80-82 mặc vừa nhá. Mã 06 đấy ạ, 06 nhá. Eo 82-80 mặc vừa mã 06 nhá, mã 06 nhá. Em này eo 82-84 mặc vừa nhá. Mã 07 ạ. Eo 82-84 mặc vừa mã 07 nhá. Em này eo 82-84 mã 07 hả chị? Ừ. Em này mã 07 nhá, eo 82-84 mặc vừa. Mã 07 nhá. Eo 82-84 mặc vừa nhá. Em này đi ạ. Em này dài đến mắt cá chân nhá. 82-84 mặc vừa. Ai lấy em này chốt mã 07 nhá. Mã 07 ạ. Áo lẫn thì cứ like đi. Em lên một em áo nó bị lẫn nhá. Em áo này ạ, à, áo này cho chị nào 50 đến 55 kg mặc vừa mã 98. Em áo nó bị lẫn vào trong đấy nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 98 nhá. 98 á chị ạ, 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 98 nhá. Ôi chạy ra ngoài cổng chạy vào nhọc thế. Mã 98 nhá. 50 đến 55 kg mặc 98 rất là xinh, mã 98 đấy ạ. 98 mà chế là 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 98 ạ. 98 nhá, 98. 50 đến 55-56 kg mà rất là xinh ạ, mã 98 nhá, mã 98 ạ. Em này eo 72-74 mặc vừa, 98 của chị Bích Ngọc. Em này eo 72-74 mặc vừa mã 33. Eo 72-74 mặc vừa mã 33 nhá. Eo 72-74 mặc vừa mã 33 nha. Em tiếp theo eo 72-74 mặc vừa mã 33. Eo 72-74 mặc vừa đấy ạ, mã 33 nhá, 33 nha. 33 rất là xinh, 33 nhá. Eo 72-74 mặc vừa đấy ạ. Mã 33 nhá, 33 nha. 33 chị nào eo 72-74 mặc vừa đấy ạ, mã 33 nhá, 33 nha. 33 em kaki mỏng này ạ. Em này 50 kg đổ số mặc vừa, em này mã 34. 50 kg đổ số mắc vừa mã 34 nhá, 34 đây ạ. Nhọc quá. 34 50 kg đổ số mắc vừa nhá, 34 rất là xinh đấy ạ. Mã 34 nhá. 34 chế là 50 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. 50 52 kg đổ số mắc vừa nhá, mã 34 nhá. 34 chế là 50 52 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. 34 rất là xinh, 34 nhá. 34 nhá, 50 52 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. Mã 34 nhá, 34 nhá. 34. Em này eo 72-74 mặc vừa. Em này mã 35 nhỉ. Eo 72-74 mặc vừa mã 35. Em này eo 72-74 mặc vừa nhá, mã 35 đây ạ. 35 cho chị nào eo 72-74 mặc vừa nhá, 35 rất là xinh. Mã 35 nhỉ. Màu đen. Cái này xinh lắm đây ạ. Mã 35 nhá. Eo 72-74 mặc vừa đấy ạ. Mã 35 nhỉ, mã 35 ạ. 35 chị nào eo 72-74 mặc vừa nhá. 35 dáng màu đen này, dáng này rất là xinh luôn. Mã 35 nhỉ, 35 đây ạ. Eo 72-74 mặc vừa nhá, mã 35 nhỉ. Mã 35. Em này size S. Em này size S mã 36 nhá, 36 là size S ạ. Em này eo chun nhá. Em này eo chun nhá, eo chun size S nhá, mã 36 ạ. 36 eo chun size S nhá, mã 36 ạ. 36 nhá, 36 dáng dài eo chun size S nhá. Mã 36 đi ạ, 36 nhá, 36 rất là xinh. 35 ok chị Bảo Hạnh nhá, mã 36 nhá. 36 ạ. À. 36 nhá, 36 nhá. 36 đi ạ, 36 rất là xinh nhá, mã 36 nhá. Mã 36 ạ. À.
35 chị Bảo Hạnh rồi nhá. Em này eo 78 80 mặc vừa. Em này eo 78 80 mặc vừa mã 99 ạ. Eo 78 80 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 này ạ. 99 này eo 78 80 mặc vừa nhá, 99 rất là xinh. Mã 99 nhá, 99 ạ. Eo 78 80 mặc vừa mã 99 nhá, 99 này ạ. 99 này xinh lắm ấy, mã 99 nhá. Eo 78 80 mặc vừa nhá, chất rất là đẹp luôn, mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Eo 78 80 mặc vừa mã 99 nhá, 99 nhá. Em này bụng chun ạ. 45 đến 55 kg mặc vừa. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 98, 98 này bụng chun nhá. 95 đến 55 kg mặc vừa nhá. À. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 98. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 98 nhá, 98 nhá. Mã 98 ạ. 45 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 98 nhá. Mã 98, chế đang xem chấm đi nào, mọi người lại đi đâu hết rồi. Em này eo 82, 84 mặc vừa nhỉ. Em này mã 97 ạ. Eo 82, 84 mặc vừa mã 97 nhá, mã 97 ạ. Mã 97 nhá, không biết đâu. Hình như không còn màu nâu đâu ạ. Mã 97 nhá, mã 97 nhỉ. 97 rất là xinh, mã 97 nhá. Mã 97 đây ạ. Em đen em mã 97 nhá. Em đen em mã 97 đấy ạ. Mã 97 nhá. Mã 97 ạ. Tiếp theo nào. Em tiếp theo này eo 62 mặc vừa. Eo 60 62 mặc vừa. Em này mã 90 95. Eo 62. Eo 60 62 mặc vừa nhá. Mã 95 nhá. Mã 95 ơi chị nào, eo 60 62 mặc vừa đấy ạ. Mã 95 nhá. 95 nhá. Ừ, chắc nó bị tuột. Mã 95 nhá, 95 này size XS đấy ạ. Mã 95 nhá, 95 nhá, 95. Em này xếp ly size lớn nè. Mã 95 nhá, 95 nhá. Mã 95, em xếp ly size lớn nè. Em này eo 84, 86 mặc vừa nhá. 84, 86 mặc vừa, mã 93. Eo 84, 86 mặc vừa, mã 93 nhá, mã 93 nhá. 93 chế nó eo 84 86 mặc vừa đấy ạ. Mã 93 nhá, 93 nhá. Eo 84 86 mặc vừa đấy ạ, mã 93 nhá, mã 93 nhá. Mã 93. Em này eo 74 76 mặc vừa, 93 xinh đấy. Eo 74 76 mặc vừa nhá. Eo 74 76 mặc vừa nhá. Mã 92. Eo 74 76 mặc vừa mã 92 nhá, mã 92 ạ. 92 đấy ạ, họa tiết 92 rất là xinh. Eo 74 76 mặc vừa nhá, mã 92 nhá. Mã 92 đấy ạ, 92 nhá, 92 nhá. 92. Em này eo 72, tiếp theo em eo 72 74 mặc vừa nhá. Eo 72 78 ạ, cái này là bụng chun nhá. Eo 72 72 78 mặc vừa mã 01. Eo 72 78 mặc vừa mã 01 nhá, mã 01 ạ. 01 đó chế nào, eo 72 78 mặc rất là xinh, mã 01 nhá. Mã 01 ạ. Eo 72 78 mặc 01 rất là xinh đấy ạ, mã 01 nhá. Mã 01 eo 72 78 mặc rất là xinh, mã 01 nhá. Mã 01 ạ, mã 01 nhá. Mã 01, em này ạ. Em này chị nào eo 78 82 mặc vừa. Em này mã 02. Eo 78 82 mặc vừa mã 02 nhá, mã 02 đấy ạ. 02 chế nào eo 78 82 mặc vừa nhá, mã 02 nhá. Mã 02 đấy ạ. 02 chị nào eo 78 82 mặc vừa nhá, 02 rất là xinh. Mã 02 nhá, mã 02 ạ. Eo 78 là vải bình thường nhá. Dạ. Em này là vải xếp ly nhá, chứ không phải váy dạ, quên mất. Em này eo 80 mặc vừa. Em này xếp ly đẹp. Xinh nhở. Eo 80 mặc vừa nhở. Em này eo 80 mặc vừa. Mã 34. Eo 80 mặc vừa mã 34 nhá. Mã 34 ạ. 34 eo 80 mặc vừa nhá. 34 rất là xinh nhở. Mã 34 nhở. Eo 80 mặc vừa mã 34. Ok bà Nguyễn Bích Ngọc 02 nhá. Eo 80 mặc vừa mã 34 nhá. Mã 34 ạ, 34 eo 80 mặc vừa nhá. 34 rất là xinh, 34 nhá. 34. Em này ạ. Em này eo 76 78 mặc vừa nhá, cho chị kia. Eo 76 78 mặc vừa mã 99 ạ. Eo 76 78 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 ạ. 99 nó chế nào, eo 76 78 mặc vừa nhá, 99 rất là xinh đấy ạ. Mã 99 nhá. Eo 76 78 mặc vừa đấy ạ, mã 99 nhá. Mã 99 nó chỉ nào, eo 76 78 mặc vừa nhá, 99 rất là xinh. Mã 99 nhá. Eo 76 78 mặc vừa đấy ạ.
Mã 99 nhá, 99 nhá, mã 99 ạ. Eo 76 78 mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá, 99 nhá. Mã 99 ạ. Em này nhá, em này eo 70 72 mặc vừa. 70 72 mặc vừa nhá. Em này eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Em này cao trên 1m6 mặc được nhá. Em này trên mắt cá chân đấy ạ. Em mã 91 nhá. Em này cao từ 1m6 trở lên mặc được nhá. Cao 1m6 trở lên mặc được nhá, lùn quá không mặc được đâu. Em này eo 82 84 mặc vừa mã 92. Eo 82 84 mặc vừa mã 92 nhá, mã 92 ạ. 92 ở trên nào, eo 82 84 mặc vừa nhá. Mã 92 nhá, mã 92 ạ. Eo 82 84 mặc vừa mã 92 nhá. 92 bạn nào mà vừa eo với chỗ đoạn eo nó mới như này đẹp lắm. Mã 92 nhá, mã 92. 92 đấy ạ, mã 92 nhá, mã 92 nhá. Eo 82 84 mặc vừa đấy ạ. Mã 92 nhá, mã 92 ạ. 92 thì bạn nào biết 65 trở lên. Em này eo 72, em 62 6, em này nhầm. Em này eo 72 mặc vừa nhá. Eo 72 mặc vừa mã 00. Eo 72 mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 ở chế nào, eo 72 mặc vừa nhá, mã 00 đấy ạ. 00 eo 72 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ạ, 00 eo 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này là len nhá. Đang bị sâu thử không không. Thôi lên lướt thôi. Em này là len có dây rút nhá. Eo này chắc phải từ 80 90 đổ về nó mặc được ấy, tại vì nó có dây rút nhá. Cái này thì eo nào cũng mặc được ạ. Em này mặc free size nhá, mã 98, nhưng mà đừng còi quá. Cũng phải tầm 50kg bay lên nhá, mã 98 nhá. Mã 98 tầm 50kg bay lên nhá, mã 98 nhá. Còi quá nhìn xấu lắm, mã 98 nhá. Mã 98 tầm 50kg bay lên rất là xinh, mã 98 nhá. 98 ạ, 98 nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa, em này mã 03. 55kg đổ xuống mặc vừa, mã 03. 03 này 55kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 03 nhá. Mã 03 đấy ạ. 03 55kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 03 nhá. Mã 03 đấy ạ. 03 nhá, 55kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. Mã 03. 03 có thể làm cúc ngực luôn đấy. 03 cúc ngực xong các chị thắt đai ở đây này. 03 có thể làm cúc ngực thắt đai có khi còn xinh hơn đấy. Mã 03 nhá. 03 nhá, chị ở 55, 50, 55 mặc rất là xinh. 03 nhá. 03 nhá. Test luôn, thử luôn. Để em thử làm cúc ngực mã 03 luôn nhá. Đai nãy của em đâu ấy nhỉ? Đấy, thì không biết. Cái đai ở đâu ấy? Em này lên cúc ngực luôn rất là xinh luôn, mã 03 nhá. Thắt đai và rất là chảnh luôn đấy ạ. Mã 03 nhá. Em này hình như là cúc ngực thật đó. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. 50 đến 55 kg mã 03 rất là xinh, mã 03 nhá. 03 nè. Bà Bích Ngọc ơi, bà có mặc form sexy không? 03 này xinh nè. 03 nhá, mã 03. Em này tiếp nhá, em tiếp theo eo 66, 68 mặc vừa nè. 03 có giãn chị ơi. 03 này, đây này, cái cúc ngực này nó ôm nên các chị không sợ bị tụt đâu nhá. 03 không quát ngắn được đâu ạ. Cái này chun chặt nhá, cái này là chun chặt nhá. Cái đấy chun chặt, bà yên tâm đi. 03 mặc lên là nó chỉ đến đây thôi, nó không bị dài. Không quát ngắn được đâu nhá bà nhá. Nó là len vào, xong thắt đai vào. Thắt đai vào nữa nó sẽ co lên nữa nhá. 03 này em... 03 ok bà Bích Ngọc, đẹp cực luôn, nhìn chảnh đấy. 03 và Bích Ngọc nhỉ. Em này eo 66 68 mặc vừa. Cởi ra trả đi. Eo 66 68 mặc vừa, em này mã 04. Cho chị. Eo 66 68 mặc vừa mã 04, 03 này đẹp lắm. Eo 66 68 mặc vừa mã 04 nhá, mã 04 đây. Size S. Mã 04 nhá. Không 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 tụt ngực ở đâu bà ấy, cái đấy chật bà. Cái đấy chặt mà. Cái đấy nó ôm ôm ngực lắm. Cái đây ôm ngực mà. Mã 04 nhá, mã 04 đây. Em này mã 04 nhá. Em này mã 04 này size S đây ạ. Mã 04 nhá, xinh chưa? 04 dài nhá. 04 đấy ạ, 04 này xinh nhờ. Mã 04 nhá, mã 04. Cái vừa nãy nó có chun ở ngực ấy nên là ngực bé không sợ bị tuột đâu. Nó ôm vào ngực rồi. Mã 04 nhá, mã 04 nhá. Em này là len nhá. Em tiếp theo là váy len nhá.
5556 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. Em này mã 05 nha. Mã 05 chị ở 5556 kg đổ số mắc vừa nhá. 05 rất là xinh đấy ạ. Mã 05 nhá. 5556 kg đổ số mắc vừa nhá. 05 này rất là xinh. Mã 05 nha, 05 đấy ạ. 05 chế là 5556 kg đổ số mắc vừa nhá. Mã 05 nha. Mã 05. Hoa thủy tinh ơi, nàng bị chốt sau rồi. Cái đấy chị Bích Ngọc chốt trước rồi nhá. Em đấy chị Bích Ngọc chốt rồi nàng ạ. Mã 05 nha, mã 05. Nào em lên tiếp nào. Một em nữa mặc free size, áo nữa mặc free size nè. Em này mã 09 nhá, 09 này màu đen mặc free size đấy ạ. Mã 09 nha, mã 09. Mẫu cao 1m6, nặng 52 cân nhá. Em này mã 09 nhá, mã 09 ạ. Em này mã 09 nhá, 09 này mặc free size đấy ạ. Mã 09 này màu đen mặc free size nhá. Mã 09 nhá, 09 này cái khóa này rất là xinh, 09 nhá. 09 ạ. 09 là chỗ cái. Không chín này rõ là xinh luôn, mã 09 nhá. Mã 09 đấy ạ, 09 này xinh kinh điển luôn. Mã 09 nhá, mã 09 nhá. 09 này mặc free size đấy ạ, mã 09 nhá. Đẹp chưa? Xinh nhờ. 09 này mặc free size nhá, mã 09 nhá, mã 09. 09 này kiểu dáng Hàn ấy, nhìn xinh. Rất là tôn da luôn nhá, mã 09 nhá. Mã 09. Từ từ em lên tiếp trên váy nhá. 09 các bạn là hot không ạ? Em lên mẫu mới luôn nhá. 09 này không bà là hot ạ. À? 09 này xinh thế mà không bà là hot. Chị đang xem cho em một chấm đi nào. Cô ơi, cô lại cho chị một ít chân váy mới. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Thôi cứ vơ, dơ cả áo cũng được. Có lẫn áo thì dơ cả áo cũng được, không sao đâu ạ. Cứ vơ rồi dơ lẫn cũng được. Đợi em một tí nha, em lấy thêm nha. Còn nhiều lắm. Đợi em một tí nhá, em lấy thêm nha. Em này ạ, à, em này eo 64 66 mặc vừa nhá. Em tiếp theo này eo 64 66 mặc vừa này. Em này mã 99 nhá. Eo 64 66 mặc vừa mã 99, đợi em một tí em lên dáng nhá. Eo 64 66 mặc vừa mã 99 nhá. Cứ vơ đi cô ạ, cứ vơ đi. Eo 64 66 mặc vừa mã 99 nhá. 99 đây, đợi em một tí nhá. Mã 99 eo 64 66 mặc vừa đấy ạ. Thôi được rồi đấy. Mã 99 nhá, 99 đây ạ. Eo 64 66 mặc vừa mã 99 nhá. 99 ạ. 99 nó chế nào, eo 64 66 mặc vừa nhá. Mã 99 đấy ạ, 99 nhá. Eo 64 66 mặc vừa mã 99 nhá, 99 ạ. 99 nó chị nào, eo 64 66 mặc vừa nhá. Mã 99 ạ. 99 eo 64 66 mặc vừa nhá. 99 rất là xinh đấy ạ. Mã 99 nhá. 99 eo 64 66 mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá, 99 nhá. Mã 99 ạ. Em này eo 76. Em này eo 74 76 mặc vừa nhá. 99 ok làng mưa nhá. Eo 74 76 mặc vừa nhá. Em này mã 01. Eo 74 76 mặc vừa mã 01 nhá. Mưa ơi, mưa ơi, mặc vừa nhá. Em này mã 01 nhá, mã 01 ạ. Mã 01 đây ạ, mã 01 nhá, mã 01 họa tiết rất là xinh luôn. Bà là mặc công sở em này xinh lã man luôn. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Mã 01 nhá, 01 rất là xinh luôn ạ. Size 17. Bắt đầu đến giờ tắc đường rồi đấy. Em này nhá, em này eo 68 70 mặc vừa nè. Em này eo 68 70 mặc vừa, em này mã 02. Eo 68 70 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02. 02 phối da nhá. Eo 68 70 mặc vừa mã 02 đấy ạ. Mã 02 chế là eo 68 70 mặc vừa nhá, mã 02 nhá. Mã 02 eo 68 70 mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Mã 02. Em này eo 62 64 mặc vừa mã 03. Eo 62. Ui bị. Ui ui ui. Eo 62 64 mặc vừa mã 03 nhá.
Mã 03 chị nào eo 62 64 mặc vừa nhá, mã 03 đấy ạ. 03 nhá, 03 này sẽ S đấy ạ. 03 nhá, 03 nhá. 03 eo 62 64 mặc vừa nhá, mã 03 đấy ạ. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. Em này là áo nhá. Em này là áo ạ. Em này 20k. Mã 20 ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 20k mã 20 nhá. Ờ. 20k mã 20. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này có mũ nhá. 20k mã 20 nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Rất là xinh, 20k mã 20 nhá. Ui em đen này xinh thế. 20k mã 20 nhá. Đợi em này đã. Phượng nó mỏi lắm rồi đấy. Em này nhá, em này eo 80 82 mặc vừa. Eo 80 82 mặc vừa nhá, nhưng mà nó bị bung ra ở đây rồi. Eo 80 82 mặc vừa nhá. Em này eo 80 82 mặc vừa nhá. Em này mã 82 luôn ạ. Eo 80 82 mặc vừa mã 82 luôn nhá. Mã 82 ạ, eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 82 nhá. Mã 82. Ừ. Mã 82 nhá, mã 82 ạ. Em này eo 64 mặc vừa em tặng nhá. Em này nó bị bung ra ở đây này. Eo 64 mặc vừa em tặng nhá. Phí quá. Phí quá. Eo 64 mặc vừa em tặng nhá. Em này eo 64 mặc vừa em tặng đấy ạ. Chế nào mặc vừa em tặng nhá. Eo 64 mặc vừa nhá. Eo 64 mặc vừa em tặng luôn nhá. Chị nào eo 64 mặc vừa em tặng luôn nhá. Xinh nhở. Em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Em tiếp theo eo 72 74 mặc vừa mã 13. Tặng mà không ai lấy. Mã 73 à, mã 13 nhá, mã 13 nhá. Mã 13. 64 cây hoa thủy tinh nhá. Em này mã 13 nhá, mã 13. Em này mã 13 nhá. Mã 13 này vừa chị đọc eo bao nhiêu chị quên rồi á. Em này eo 72 72 74 mặc vừa nhá. Em này mã 13. Eo 72 74 mặc vừa mã 13 nhá, mã 13 đây ạ. 13 chế nội eo 72 74 mặc vừa nhá, mã 13 nhá, mã 13. Mã 13 em này ạ. Em này eo 90 92 mặc vừa. Eo 90 92 mặc vừa nhá. Eo 90 92 mặc vừa mã 14 ạ. Eo 90 92 mặc vừa mã 14 nhá, mã 14 ạ. 14 nó chế nào eo 90 92 mặc vừa nhá. 14 rất là xinh. Mã 14 nhá. Eo 90 92 mặc vừa đấy ạ. Mã 14 nhá, mã 14 ạ. 14 eo 90 92 mặc vừa nhá. 14 rất là xinh, mã 14 nhá. Mã 14. Em này eo 64 mặc vừa, em này mã 15. 14 ok bảo Nguyễn Đức Ngọc. 14 đây đúng không? Em này eo 64 mặc vừa mã 15 nhá. Mã 15 eo 64 mặc vừa đấy ạ. 15 mặc đi 3, Phượng nó bảo 15 mặc đi 3. Mã 15 nhá. 15 eo 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 15 nhá, mã 15 đấy ạ. 15 nhá, 15 rất là xinh, 15 nhá. Eo 64 mặc vừa mã 15 nhá. Mã 15 đấy ạ, mã 15 nhá, mã 15 nhá. Em này ạ. Em này chị nào eo 70 72 mặc vừa, em này mã 14. Em này eo 70 72 mặc vừa mã 14 nhá. 14 là vải nhá, mã 14 ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 14 nhá. Mã 14 nó chế nào eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 14 nhá, 14 ạ. 14 nó chế nào eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 14 nhá. Ô mình lại đọc 14 à. 14 mới nhá, eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 14 nhá. Mã 14 ạ. Mã 14 mới nhá, 14 mới nhá, em này là đầm nhá, em này dơ thôi. Em này chỉ 50 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 15. Đây chốt rồi. Mã 15 ạ, 15 này là đầm nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 15 nhá. Mã 15 đây ạ, 15 này 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh mã 15 nhá. Mã 15 nó chế là 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh đây ạ. Mã 15 nhá, 15 đây ạ. 15 nhá, 15 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa 15 rất là xinh mã 15 nhá. Mười lăm nhá, em này ạ. Em này chỉ là eo 72, 74 mặc vừa nhá. Em này mã 16 ạ. Mã
Eo 72 74 mặc vừa mã 16 nhá, mã 16 đây. 16 này eo 72 74 mặc vừa nhá, 16 rất là xinh ạ. Mã 16 nhá. Eo 72 74 mặc vừa đây ạ, mã 16 nhá, 16 đây ạ. 16 ở trên là eo 72 74 mặc vừa nhá, 16 rất là xinh. Mã 16 nhá, mã 16 chị lại không vừa. Không vừa với Bích Ngọc và Bích Ngọc. Cái đấy tầm 50 kg đổ lại thôi. Mã 16 nhá, mã 16 ạ. Em lên một em kaki nhá. Em này 5556 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 19 ạ. 19 ạ chị ạ, 5556 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 19 đây. Chị Hoa Thủy Tinh ơi, em đọc eo rồi nhá, em đo em bà chú ý này, em lên like, em đọc eo rồi bà chú ý giúp em chứ bây giờ em không thể, em lại phải lôi lại từng cái em đo eo được thì em không đo được đâu chị ạ. Bởi vì lên mã luôn rồi mà, lên mã đọc eo luôn rồi mà. Em này mã 19 nhá, mã 19 nhá. Mã 19 đây ạ. Mã 19 có rút dây trong nhá, mã 19 đây. 19 ok bà Nguyễn Bích Ngọc nhá. Chưa kịp rút dây. Chưa kịp buộc dây. Em này 60 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 22. 22 này 60 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 22 rất là xinh nhá. Mã 22 nhá. 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 22 nhá, 22 nhá. Mã 22 ạ, màu đen CS vừa bà nào hỏi nè. Mã 22 nhá, 60 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 22 ạ. 22 nhá, 22 nhá. 22 60 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, 22 nhá. Chân váy này size S. Eo 62 mặc vừa nhá. Mã 23. Eo 62 mặc vừa mã 23 nhá, mã 23. 23 chế là eo 62 mặc vừa nhá, mã 23 đấy ạ. 23 nhá, 23 nhá. Eo 62 mặc vừa mã 23 nhá. Mã 23. 23 eo 62 mặc vừa nhá, 23 rất là xinh, mã 23 nhá. Mã 23 eo 62 mặc vừa đấy ạ. Mã 23 nhá, 23 nhá. Em đỏ này to lắm. Em này size S này à? Em này mã 24 nhá, 24 đây. 24 lấy size S nhá, mã 24 đây ạ. 24 nhá, 24 chân váy này size S nhá, mã 24 đây ạ. 24 chân váy size S rất là xinh, mã 24 nhá. 24 đây ạ, 24 chân váy size S rất là xinh nhá, mã 24. 24 nhá, 24 chân váy size S đấy ạ. Mất dây rồi. À cúp được ạ. Ừ. Mã 24 nhá, 24 nhá. 24 chân váy size S nhá, mã 24 nhá, 24 nhá. Em lên áo đây nhá, áo này chị nào lấy thì về thêm một dây thiết kế dây giúp em nhá. Em này em bán 10k thôi ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa 10k mã 10. Em này cực sang chảnh luôn, cúp ngực nhá. Nhưng mà mất dây rồi. Về thiết kế dây giúp em nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 10k mã 10 luôn ạ. 10k mã 10 luôn nhá. 10k mã 10, 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. 10k mã 10 nha, em này xinh lắm. 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. 10k mã 10 nha. Em này mặc lên xinh thôi rồi. Em này mặc lên dáng xinh dã man luôn ấy. 10k mã 10 nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Về mọi người mua dây á. Giãn em mặc được mà, 52 cân em mặc được mà. Cái này là co giãn mà. Em này 10k mã 10 nhá, về mọi người mua dây, à, thiết kế dây á. Hôm qua đứng mông, mông em to lắm. Mông to không kéo được lên rồi. Tiếc, tiếc, tiếc. Cái này đẹp. Em áo này nhá. Áo này chị nào 50-55 kg mặc vừa nhá. Em này 15k mã 15. 50-55 kg mặc vừa nhá. 15k mã 15 ạ. 15k mã 15 chị ạ, 50-55 kg mà rất là xinh nhở. 15k mã 15 ạ. 15k mã 15 nhá. Ô chị cứ tưởng áo chui. Từ hôm nọ giờ chị tưởng áo chui em ạ. 50-55 kg mặc vừa nhá, 15k mã 15 nhở. Từ hôm nọ giờ em tưởng áo chui các bà, em đi chết đây. 50-55 kg mặc vừa nhá, mã 15 nhở. Mã 15, 15 ok bà Nguyễn Bích Ngọc nhá. 15k thôi ạ.
Nào tiếp em chân váy nào. Em này chun nhá. Em này là chun thoải mái luôn ạ, 55 56 kg đổ xuống mắc vừa mã 21 ạ. 21 nó chế là 55 56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 21 rất là xinh. Mã 21 nhá. 21 nó chỉ là 55 56 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 21 ạ. 21 nhá, 21. 55 56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 21 rất là xinh, mã 21 nhá. 21, em này len mông Togi size L nhá. Em này len mông Togi size L liền. Em này 15k mã 15. Em này 15k mã 15 nhá, mông Togi size L ạ. 15k mã 15 nhá. 15k mã 15 đây ạ, mông Togi size L nhá. 15k mã 15. 15k mã 15 nhá, mông Togi size L đây ạ. 15k mã 15 nhá, 15k mã 15 đây ạ. Mông Togi size L rất là xinh, 15k mã 15 nhá. 15k mã 15 đây ạ. Mông Togi size L nhá. 15k mã 15 ok bà Nguyễn Bích Ngọc nhá. Nguyễn Bích Ngọc 15k mã 15 nhá. 15k mã 15. Em này ạ. À? Em này nhá. Em này chị nào eo eo 80. Eo 80 85 nhá. Eo 80 85 mặc vừa nhá. Cái này về các chị về thay chun thì eo nhỏ hơn cũng mặc được ấy. Cái này là chun nhá. Về thay chun thì eo nhỏ hơn cũng mặc được nhá. Em này mã 00 nhá. Mã 00 ạ. À. Mã 00 rất là xinh, mã 00 nhá, mã 00 nhá. Mã 00 rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá. 00 là len đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00. Em lên lại em này nhá, em này 55 56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, em này mã 19. 55 56 kg đổ xuống mắc vừa mã 19 nhá, mã 19 ạ. 19 nó chế nào 55 56 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 19 rất là xinh. Mã 19 nhá, 55 56 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 19 nhá, mã 19 ạ. Em vét này nhá. Em vét này em để lốt 35k nhá. 35k mã 35. 55 kg đổ xuống mắc vừa 35k mã 35 nhá. 35k mã 35 chế là 55 kg đổ xuống mắc vừa nè. 35k mã 35 nhá. Bích Ngọc Nguyễn ơi mới cực. 35k mã 35 nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 35k mã 35 em này là vét nhá. 35k mã 35 chỉ là 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 35k mã 35 nhá. Vét 35k mã 35 nhá, chỉ ở 55 kg đổ xuống mặc rất là xinh. 35k mã 35 nhá. Ui 35k mã 35 không bảo là hốt à, đẹp lắm ấy. 35k mã 35 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Màu đầm thắm. Màu đẹp nhờ. Em vét 35k mã 35 mà không bảo là hốt à, 35k mã 35 xinh lắm ấy. Cái này là cái gì? Mông Togi. Ba mươi lăm ok chị Song Ngân nhá, Song Ngân comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Bà Bích Ngọc Nguyễn chậm chân rồi, Song Ngân comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em mong tôi ghi lại 15k mặc free size nhá, free size mã 00. Em này mặc free size nhá, 45 mặc được nàng ơi, Song Ngân này 45 mặc được nhá. 45 mặc được nhá. Em này ạ, à, em này mặc free size nhá, mã 00 ạ. 00 này len mông Togi mặc free size nhá, 15k mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ. 00 nhá, 00 len mông Togi mặc free size đấy ạ, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 nhá, 00 mông Togi mặc free size đấy ạ, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 nhá. 00 mông Togi mặc free size đấy ạ, mã 00 nhá. Hello chị Nhím Nguyễn. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em chân váy này nào. Chân váy này chị áo 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, 25k mã 25. 50 đến 55 kg mặc vừa, 25k mã 25 nhá. 25k mã 25, 50 đến 55 kg mà rất là xinh, 25k mã 25 nhá. Em này có chun bụng nhá. Em này có chút chun bụng ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, 25k mã 25 nhá. 25k mã 25 nó chị áo 50 đến 55 kg mặc vừa đấy ạ. 25k mã 25 nhá. Quần này size M. Quần này size M, 25k mã 26 ạ. Em này 25k mã 26 nhá, 25k mã 26 nè. Em này 25k mã 26 nhá. Em này rất là xinh, 25k mã 26 nhá. 25k mã 26 đấy ạ, quần size M nhá. Quần này size M, 25k mã 26 nhá. 25k mã 26 nhá. 25k mã 26 nhá, em xả một ít vét nhá, em xả một ít vét 35k nhá. Chắc là vét còn vài em nữa thôi, vét còn tầm chục em nữa, hơn chục em nữa em xả lốt nhá. Không 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 chỉ là lấy à. Em xả lốt mấy em vét nhá. Xả lốt vét 35k nhá. Còn mấy em vét em xả lốt 35k này à.
Xả lốp vét 35k nhá. Em xả lốp vét 35k nhá. Em này size M nhá, vét này size M, 35k mã 35. 35k mã 35 nhá. Em này 35k mã 35 nhá. Em này 35k mã 35 ạ, 35 này size M nhá. Em này size M đấy ạ. 35k mã 35 nhá. Em này 35k mã 35 này. Em này rất là xinh, 35k mã 35 nhá, size M đấy ạ. 35k mã 35 nhá. 35k mã 35 rất là xinh ạ, 35k mã 35 size M nhá. Rất là xinh luôn ạ, 35k mã 35 size M luôn nhá. Em xả lốt nhá, chắc còn tầm chục em hơn chục em thôi ạ. 35k mã 35 size M nhá. 35k mã 35 size M nhá. Vét 35k mã 35 size M nhá. Em xả lốt một ít vét nhá. Chắc là còn tầm chục em hơn chục em thôi ạ. Em này chỉ là 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. Em này mã 36 ạ. 35k mã 36 nhá. 36 đây. Tầm 52-53kg đổ xuống mắc vừa mã 36 nhá. 36 đây ạ. 36 ạ chị ạ. 52-53kg đổ xuống mắc vừa nhá. 36 rất là xinh. Mã 36 nhá. 52-53kg đổ xuống mắc vừa mã 36 đây ạ. 36 xinh chưa? 36 nhá. 52-53kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 36 nhá. 36 màu đen nhá. 36 lên hello vào mưa đêm. 36 lên màu đen nhá. Có phối phối bèo trắng rất là xinh nhá. Mã 36 nhá. 35k mã 36 đấy ạ. 36 nhá. 36 nhá. Mã 36. 35k mã 36 nhá. Tiếp nào. Em này nhá. Em này chỉ khoác thôi ạ. Vét này chỉ khoác nhá. 5556kg đổ xuống mắc vừa nhá. Em này 35k mã 37 ạ. 5556kg đổ xuống mắc vừa nhá. 35k mã 37 đấy ạ. 35k mã 37 nhá. 5556kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 37 nhá. 37 đây. Ui 37 lấy mặc rất là xinh luôn ạ. 5556kg đổ xuống mắc vừa nhá. 37 rất là xinh. Mã 37 nhá. 37 đây. 37 ở chế 5556kg đổ xuống mắc rất là xinh đấy ạ. Mã 37 nhá. 37 ạ. 37 lấy khoác xinh lắm luôn ấy. Mã 37 nhá. 37 nhá. Mã 37 ạ. 37 ok là Ngọc Nguyễn Ngọc Bích nhá. Nguyễn Ngọc Bích 37 nhá. Nguyễn Ngọc Bích 37 nhá. Tiếp một em màu đen nhá. Em màu đen này ạ. Em màu đen này nhá. Màu đen này chỉ ở 55kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 09 nhá. 35k mã 09. 55kg đổ xuống mắc vừa nhá. 35k mã 09 nhá. 09 nhá, 09 đây. Em này 35k mã 09 nhá. 55kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. 35k mã 09 nhá. 35k mã 09 rất là xinh ạ. 55kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 09. 09 nhá, 09 nhá. 55kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 09 35k nhá. Mã 09 đây. Mã 09 nhá, mã 09 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Mã 09 đấy. Em này chị ạ, 50-52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 09 ok là Nguyễn Ngọc Bích nhá. Nguyễn Ngọc Bích 09. Đừng đổ nhá em nhá. Em này nhá. Em này chị là 52kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 33. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 33 nhá. 35k mã 33. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 33 đây ạ. 33 rất là xinh nhá, mã 33 nhá. 33 đây ạ, tầm 52-53kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 33 rất là xinh. Mã 33 nhá. 33 tay len nhá. 33 này tay phối len nhá. Đây là phối van nhá. Thân phối van, tay phối len. Mã 33 nhá. 52kg đổ xuống mắc 33 rất là xinh đấy ạ. Mã 33 nhá. 33 nhá. 33 em lên mẫu mới luôn nhá. Mã 33 nhá. Mã 33 nhá. Em lên em vét trắng nhá. Hình như còn vét trắng ấy. Vét trắng size S nhá. Em lên một em vét trắng size S nhá. Mã 91. 35k mã 91. Vét trắng size S nhá. Em này vét trắng size S này. 35k. Mã 21 ạ. 21 đây. 21 này vét trắng size S nhá. 91 ạ. 91 nhá. Mã 91 nhá. Mã 91 ạ. 91 này size S nhá. 91 đây. 91 này 35k size S nhá. Mã 91 nhá. Mã 91 đây ạ.
91 nhá, 91 rất là xinh, mã 91 nhá. 35k size S đấy ạ. 91 cũng đẹp dã man luôn, mã 91 nhá. Mã 91 size S đấy ạ. Chỉ tội size S thôi, mã 91 nhá. 91 đây, 91 đây size S nhá, mã 91 ạ. 91 nhá, 91 rất là xinh, 91 size S đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91. Em lên 1 2 em nữa rồi em nghỉ like nhá. Em này size L nhá. Em này size L mã 07 ạ. 35k mã 07 nhá, 07 lấy size L đấy ạ. Mã 07 nhá, 07 đây. 07 lấy size L nhá, 07 đấy ạ. 07 này rõ là xinh, 07 lấy size L nhá. Tối nay em xả lộn xộn nhá, tối nay em xả lộn xộn chân váy này, một ít mông togi này, một ít kaki, nói chung là tối nay em xả lộn xộn nhá. Bảo là hóng xả lộn xộn thì tối nay tầm 7 rưỡi 8 giờ nhá. Điền cái tầm đấy ai nó xem. Tối nay có bóng. Chồng này em giật cả mình. Em này chưa mở túi nhá các chị nhá. Em này còn mới lắm, chưa mở túi luôn nhá. Tối nay cũng có bóng mà. Tối nay á chồng. Đó thì bà... tối nay có mà dễ bà người mà mới xem. 07 ok, chị xoa lê nhá, chị xoa lê 07 nhá. Chị xoa lê 07, em kiếm xem có em size L được không nhá. Chị xoa lê để em kiếm xem có em size L được không nhá. Chế chọn nốt giúp em nhá, cho đủ đơn nhá. Chồng nào em giật thót cái tim. Đúng rồi, lên chồng đi chợ. Kính nói là trên tầng. Kính của chồng á, trên tầng. Đêm thì vẫn kính. Em này nhá, em này ạ. Em này cũng size L này. Em này mã 60 cũng size L nhá. 60 này cũng size L nhá, mã 60 đấy ạ. Mã 60 nhá, 60 này cũng size L này ạ. Mã 60 nhá, mã 60 đấy ạ. Chồng chỉ đi qua thôi mà nó cũng tự hiện là bạn có muốn gắn thẻ Vũ Đức Chiến trong video này không, chỉ cần lướt qua thôi. Kinh thật đấy. Mã 63 nhá, mã 63 nhá. Nhận dạng được cả dáng. Nhận dạng được cả dáng nữa, kinh thật. Mã 63 nhá, 63 đây. 63 này cũng size L nhá. Em vét này mã 63 size L nhá. Áo đấy không có ai, nó bị bẩn. Vợ đang tiếc vì nó đẹp. Mã 63 size L nhá. Đây. Ồ. Đâu không, không ở cánh tay chồng ạ. Mã 63 size L nhá, mã 63 nhá. 63 size L rất là xinh đấy ạ, mã 63 nhá. À. 63 ok vào Bích Ngọc nhá. À. Ơ vừa vợ nhìn nhầm à? Tay ở chỗ tay này lấy. Vừa lấy vợ bị mắng nhá. Chồng biết vì sao không? Sao? Vì rác. Cầm ra. Cầm ra từ lúc chồng bắt chồng ra làm chi luôn. Hả? Từ cái lúc vợ chồng bảo cầm ra ấy. Ai chuẩn? Cô bên này bảo là từ like không đủ vất ở đấy đó nhá, mọi người mắng thôi. Em này 60kg đổi cái màu trắng lấy 63 nha em, ok chị. Em này 55kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 01 nhá. À 60kg đổ xuống mắc vừa mã 01. Mắng là đúng, cầm rác không ăn thì mắng. Mã 01 nhá, 60kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 01 nhá, tí vợ khóa cửa chồng ở ngoài. Mã 01 nhá. Cầm ví đi rồi. Chỗ này hơi bị bẩn một xíu nhá, về giặt là hết luôn đấy ạ. Mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ, mã 01 nhá, mã 01 nhá. Mã 01, điện thoại em có đây không? Tôi xin mượn một tí. Mã 01 đấy, 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Tối nay em xả lộn xộn nhá, nói chung là xả linh tinh hết. Em xả cho nó gọn nhá ấy. Nên là các bà nào mà hóng được thì tối nay vào hóng tiếp nhá. Em lên lốt một em nữa thôi nhá. Em lên lốt một em nữa thôi rồi em nghỉ like nè. Chán rồi. Chất gì đấy? Gió chị ơi, cái đấy là gió ạ. Cái đấy là gió nhá bà nhá. Cái đấy là gió nhá. Em lên lốt một em nữa rồi em nghỉ nhá. Chưa. Em này dạng kaki nhá. Em này em mặc rồi. Em này buộc cái sao ấy, buộc ở đây liền. Buộc. Ừ. Có lẽ. Ok Nguyễn Ngọc Bích nhá. Em này bánh bèo nè, em này size M nhá. Em này size M mã 00. Em này size M mã 00 nhá, 00 đây ạ.
00 này size M nha, mã 00 đây ạ. 00 này rất là xinh, 00 này size M nhá, mã 00 đây ạ. Em này mã 00 size M nhá. 00 này rất là xinh, 00 này size M nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ, 00 này 50kg đổ xuống mặc rất là xinh nha, mã 00. À, Nguyễn Bích Ngọc ơi, làm có dùng Shopee không? Mã 00 nhá, mã 00 ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 ạ, 00 ok chị ạ. Hân Tú nhá, Hân Tú 00 nhá. Hân Tú có mình luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Hân Tú có mình luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Hậu Tú, Hân Tú. Lên mấy mẫu nữa đi, ok chị Xoa Lê. Bọn em cũng đang cố đây. 52 à, 52 vừa. Mẫu nhà em 52 cân đấy bà Hậu Tú ơi. Mẫu nhà em 52 cân đấy ạ. Mẫu nhà em 52 cân đấy bà. Hậu Tú ơi lấy không? Mẫu nhà em 52 cân mà. Em này nhá, mẫu nhà em 52 cân nặng à? Cao 1m60, nặng 52 cân. Quên. Em này nhá, em này ạ. À. Em này chỉ là 52 53 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 17. Ok ok là Hậu Tú nhá, 52 53 kg đổ xuống mắc vừa mã 17 nhá. Mã 17 ở chiều 52 53 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 17 rất là xinh đấy ạ. Mã 17 nhá. 17 có cung dự phòng bên trong nhá, mã 17 đấy ạ. 35k nhá, 52 53 kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 17 nhá. Mã 17 đấy ạ. Mã 17 nhá, hello Ngân Tây. Mã 17 nhá, mã 17 ạ. 52 53 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 17 rất là xinh, mã 17 nhá. Mã 17 em vét này nào, màu đen nha. Em này 55kg đổ xuống mắc vừa. Em này kéo khóa nhá, 55kg đổ xuống mắc vừa mã 60. Mã 60 55kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 60 đây. Mã 60 nhá, mã 60 nhá, là Hân Tú ơi, nàng cao bao nhiêu? Mã 60 55kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 60 đây ạ. Mã 60 nhá, mã 60. 60 chế là 55kg đổ xuống rất là xinh luôn đấy ạ, mã 60 nhá. 60 cúc hiệu này à. Khóa, em xin lỗi. 60 này đẹp lắm ấy. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. 60 này lên dáng rất là xinh luôn, mã 60 nhá. Sao nhìn trên line nó cứ bị mờ mờ nhỉ. Do ánh đèn ấy. 60 này xinh lắm nè. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. Thôi em hứa một lần em lên đúng một em nữa thôi, Phượng ơi chọn lên một em nữa thôi. Không cố nữa. Em này nhá, em này chị nào tầm 50kg đổ xuống mắc vừa. 50-52kg đổ xuống mắc vừa mã 68 nhá, 68 đấy ạ. Mã 68 nhờ. 68 hay 50-52kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 68 nhá. Mã 68 nó chế là 50-52kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 68 đấy ạ. 68 nhờ, 68 ạ. 50-52kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 68 nhờ, mã 68. Vest size L có nhá chị ơi, nhưng mà em chuẩn bị dừng like rồi, nhọc rồi. Mã 68 nhá, mã 68 nhá. Em dừng like nhá. Size L, em màu cam kia size L kìa. Chị Hậu Tú ơi, 35k thôi. Em màu cam này size L lìa. Em này size L, mã 02 đây ạ. 02 này size L nhá. Mã 02 đây. 02 này size L nhá, mã 02 đây ạ. 02 này size L nhá. 02 đấy ạ, 02 này size L nhá, 02 này màu cà rốt đấy ạ. Mã 02 nhá, 02 này màu cà rốt size L đấy ạ. Mã 02 nha, mã 02. Mã 02 nhá, 02 đấy ạ. 02 màu cà rốt size M nhá, mã 02 nha. Mã 02 đấy ạ, 02 này màu cà rốt size L nhá, mã 02 nhá. Mã 02, tại vì bây giờ nó lẫn hết ở dưới rồi. Size L màu đen thì không còn đâu bà. Size L màu đen thì chỉ còn, không có size L màu đen đâu.
Tại vì tớ còn có mấy cái nó xả lốt á. Chị nào chưa hóng được thì tối xem nhá. Tối em xả lộn xộn đấy ạ. À. Tối em xả linh tinh linh tinh linh tinh linh tinh. Em mặc thử em này đi. Em màu đen này nhá, em màu đen này mặc free size này. Em màu đen này khoác free size nhá. Em này mã 90. Mã 90 đây, mã 90 nhá. Cố tí nữa. Mã 90 nhá, 90 này khoác free size này. Mã 90 đây. Em vét mã 90 này mặc free size nhá. Mặc free size này xinh lắm luôn nè, mã 90 đây ạ. Mã 90 này mặc free size nhá. Khoác xuống rất là xinh, nhìn rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Mã 90 nha, mã 90 ạ. 90 mặc free size nhá, 35k đúng rồi nàng thời ơi. Em đang xả lốp vét 35k nhá, mã 90 nhá. Mã 90 mặc free size đấy ạ. Mã 90 nhá, mã 90 nhá. Mã 90 đây ạ, 90 đây nhá. 90 này mặc free size rất là xinh, mã 90 nhá. Mã 90 chẳng mua món gì đấy. Mã 90 mặc free size nhá, mã 90 nhá, mã 90. Hình như em này size M. Chín mươi ok là Nguyễn Minh Ngọc nhá, Nguyễn Minh Ngọc 90 nhá. Và Nguyễn Minh Ngọc 90 nhá. Em này này. 5 năm à? 55 kg đổ xuống mắc vừa mắc 27 nhá, em này màu xanh than ạ. 55 kg đổ xuống mắc vừa mắc 27 nhá, 27 nhá. 27 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 27 đây. 27 ơi chế 55 quên mất chồng ơi. Vợ còn toàn túi to đùng ấy. 27 này. Toàn túi bé quá. 27 55 kg đổ xuống mắc vừa mắc 27 nhá. 27 đây. 27 nhá, 27 55 56 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 27 màu xanh than nhá. 55 56 kg đổ xuống mắc vừa mã 27 đấy ạ. 27 xanh than rất là xinh. Mã 27 nhá, 27 đấy ạ. 55 56 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 27 xinh kinh điển luôn, mã 27 nhá. Mã 27 ạ. 27 nhá, 27 nhá. Em lên một em kaki nè. Em này kaki nhá. Chị nào tầm 53. 53 kg đổ xuống mắc vừa, 52 53 kg đổ xuống mắc vừa mã 98 ạ. 98 hay 52 53 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 98 này là kaki đấy ạ. Mã 98 nhá, 52 53 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 98 rất là xinh, mã 98 đấy ạ. 52 53 kg đổ xuống mắc vừa mã 98 nhá, 98 đây ạ. 98 này rõ là xinh luôn, mã 98 nhá. Mã 98 đấy ạ. 52 53 kg đổ xuống mặc 98 rất là xinh nhá, mã 98 nhá. 98 nhá, 98 nhá. Em dừng like nhá, em này là em cuối cùng nhá, 98 có bà nào chốt không ạ? Mã 98 này là em cuối cùng nhá. Chồng đi xem bóng á. Đi cùng anh Quân à. 98 ok bà Nguyễn Bích Ngọc nhá. Xem ở nhà. Chị thời chậm chân rồi. Em dừng like nhá. Bye bye.